Để xuống đây, không đẩy cao nữa, để xuống đây, để gần bàn hiện đây, thế nó được, để giải đi, để xuống. Cái này để ngay ở sát để xuống đấy, thế này được rồi. Lấy một cái chén ở đây rót rượu, lấy rượu ra.
Lên ơi, về đây ngồi đi. Chân ngăn sổ trên bài còn chân phiêu phiêu này sinh qua mưa thổ tỷ 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 thổ công thổ khí sinh minh thổ công ngao chân tiên trải sao trải hàm đan bước cao đô cha trải thứ thái nhất nhỉ đất lang đang ngày nào mình dạy sáng trước khi điển phi trải tu ngu tu ngư tu cầu nộp sinh vào khẩu tình pha tăng mưa tăng lô cáp cáp rồi luôn phát phát khi cần đai về cai cần tố ân phát khi sinh thì bay này thì tân bay lộc tu tài thì hy là cây vô đầy lắm mà nên à tăng hơn vô đầy tiền mà đổi trong chơi được vui tình tình hiện bay bay quan quân cái này đi đây trên đây ra ngoài đây cái này cái quần áo này lấy đi nữa cái này đốt phải không này cái này đưa đốt phải không thấy ra cái chỗ chỗ gần gần là gần các thùng chưa này về lấy cả cái chân hương này đi nữa đổ chống cái không lấy vào gần cái đấy nóng nóng này ở chỗ đấy ở được rồi đổ xuống đi đổ hết đi đấy cái cũng đốt đi được đấy cứ đổ ra thôi xong rồi về lấy con ngựa đi xong cháu lấy cái đi 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 từ bà ra xong thì cháu vào đây không vào nhà luôn nhá cháu vào nhà luôn nhá cháu vào nhà liên lấy sang không vào nhà đâu không trong liên bước sang này trong bước ba lần nhá bước sang cái này lại vòng thẳng quá nhanh.
lấy cái tiền này đi đốt nữa. Tiền này à? Đây. Đi đốt hết cháu. Ừ, cháu đi lấy đốt. Mà cái này không đốt ra đi hơ. Cái này là hơ ạ. Cái này là cái này đốt đi nào. Ừ, cái này đốt đi. Thế cháu cầm cái này là đốt được rồi. Ờ, cầm ra đốt được. Xong thì cất cất cái này hạ lên xuống. Được rồi. Tuấn ơi, chỗ đéo. Cái chỗ đéo. Mấy người một tờ nhá. Chắc là bà không biết giữ đâu nhỉ. Bà cụ già không cần lấy đâu nhỉ. Cứ lấy hết cả nhà. Lấy một tờ này đi về dán ngay cửa nhá. Nhưng mà bây giờ nhà cháu khác ở ngoài, xong rồi nhà trong nữa thì bây giờ làm kiểu gì? Bây giờ mình dán ở nhà này. Nhà trong kệ. Đi về giữ lấy vào cái ví tiền hay là lấy vào đâu thôi. Kéo bé bé ở đâu nhỉ? Kéo ở đó. Cái kéo kia về dễ cắt hơn. Ồ, kéo này dễ cắt hơn, nó dài à. Nó nhả được ra nhiều. Hai con trai thôi nhỉ? Ông với chồng đi. Cho cháu Đức nữa nhỉ? Ba người con trai nhỉ? Nhà bốn con cái là 6-7 người à? Đây là tờ con trai có chữ Nam ở đây nhá. Để cho vào ví. Ừ, tôi cho vào ví. Nam để có chữ Nam ở đây. Nam.
còn trẻ con là cho vào đây được nhỉ? Trẻ con chỉ có nó đi học đây này, nó còn bé đây này, để cái muối nó ngủ ấy. Muối đủ không được. Đấy ra là nó là làm ướt đi đấy. Ba con trai đấy. Cái này chỉ đeo người được thôi nhá, còn không được đặt lên bàn thờ đâu nhá. Mở cái nào của bà cụ với cả bố với mẹ. Thì nơi khác viết vào nhỉ? Viết vào cái thứ không biết. Cái khác viết tên vào dưới này, đây là bố này. Đếch bút này. Con lúc nãy lấy đi viết ở bên kia rồi. Cái này là để ở đâu ta? Để người. Người ở người đấy. Người đó. Ừ. Tên là bố Hùng này, đây là bố, chồng này. Đây là thằng Đức nhá. Con viết vào đây, Đức này có tiếng Đức vào. Để Đức đây này. Bảo đây là cụ này nhá, 90 tuổi. Vâng. Thôi mình cái phòng bệnh hơn chớ bệnh nhỉ. Đây là bà này. Làm chứ, làm hết đi. Đây là mẹ chồng này. Mình cứ viết vào về không biết tờ con ở đâu, tờ bà ở đâu là không biết. Mẹ chồng này, con này nhá, đây nhá. Liên đây này. Con chữ viết chữ Liên vào. Đây là Hằng nè. Tôi cái nhỉ. Hãy xong tôi kêu thì để thế gấp gấp vào không cho vào người đi, cứ mang theo người suốt à bà. Cứ ở trong ví đi. Được 4 tháng. Được 4 tháng. Nhớ là ngày này làm bao nhiêu quá. Hôm nay là mùng 9 cũng khá là cũng mùng 10 ngay rồi. Ừ. Cái kia vào là ngày 11 tháng 9 phải không? Mai là ngày 12 phải không? Tháng 9. Dương ấy. Dương thì là ngày mai là ngày Dương là 12. Hôm nay 11 tháng 9 rồi, mai 12 rồi, mình tính từ ngày 12 đi về 12 đi nhá. Vâng. 4 tháng. Ừ, 4 tháng là hết hạn. Xong cái 4 tháng hết hạn này là mang về làm gì, đốt đi hay là đốt thì là vứt đi cũng được, nó hết hạn rồi. Ừ. Xong muốn lấy thì lấy khác. Thế nhá. Bái cho cháu một tờ giấy treo ở cửa. Đúng rồi đi. Đây, treo ở ngay cửa thôi nhá. Tức là bên ngoài của cửa kia hay là bên trong? Bên ngoài cửa ra vào đi. Dán ở bên ngoài vào thôi, chiêu dán thì nữ bà sẽ giới thiệu cho. Cái này kể cả bay xuống con vẫn lại nhặt dán vào, không được lấy vào nhà đâu nhá. Cái này nó này, bởi vì cái tờ này nó kiểu thì ngài cỡ thế này thì dán vào thế này là cái chữ này ra ngài, không phải dán thế này đâu. Đấy, dán thế này lại nhắn như thế này là được. Đây là vào nhà trong một cái, thế là lấy hai tờ. Dán là tờ này dày lắm, phải có cái dính là được. Thế những đợt trước cháu không biết mang về cứ tấn cắn ở trong người cửa buồng ấy đấy. Kể nó nhở. Để cửa buồng á? Ừ. Thế được mấy lần bảo đấy, con về không nhớ chứ bảo. Nhưng mà tờ này đi về nhớ ở ngay đâu nhá. Em ghi là... dán ở cửa buồng ấy, lúc trước nó khóc lắm. Kể cái tờ đấy khác. Tết về xin nha bé. Tết về xin đi á? Lúc ấy cũng bị gì nhỉ? Không, Tết xong rồi cứ xin mang về dán mẹ, năm nào cũng lấy. Dán ở ngay cửa cũng được mà, cửa phòng cũng được mà. Cửa phòng ấy. Thôi cái này về cửa nhà, cửa gia đình ấy là chung hết tất cả. Thế ví dụ nhà ngoài có mấy cửa thì cứ dán ở cửa không, chính. Không, cửa chính thôi, mấy cửa không phải dán hết đâu. Cái này là cái bùa hay cái gì vào?
cái bồ này là cái dao này nó ngắt cỡ đây đấy, hình dao cái kỹ cái gọi là bồ cái kỹ ma kỹ cách ma quỷ chưa khi đâm khi thương. Cái này kêu quá nhở. Kêu inh inh. Cái này 500 tiền. Thế được rồi, chứ ăn lẻ như sẽ về nhá. Ôi, ừ, thì không ăn à? Ừ, ăn được không ăn được khi lắm nhỉ? Vừa nãy cháu cũng ăn muối xong 2 bát cơm mà. Đi về là ăn lại. Thế thì không ăn được thì về và sẽ ăn nhá. Ừ, bà cũng nóng lắm rồi. Xong rồi. Thế thì các cháu xong đi. Xong tiền rồi, cháu cảm ơn bà. Ừ. Thế thì là mang về làm... lấy về cháu mặc, về tắm là mặc luôn. Tắm luôn, dạ. Ừ, tại tắm là mặc luôn. Thế thì mai không lấy vào cho bố nữa nhỉ bà nhỉ? Mai lấy vào thì cứ tính từ ngày mai đi. Thế cái ba gạo bên nhỉ không nhỉ? Ba gạo này bỏ nhỉ? Trứng nhỉ? Cả trứng nhỉ? Cả trứng với ở... ấy chứ nhỏ nhỏ cái lao cho máy gạo nó ngoài thế đấy để cơ bản con rau các bạn xem hay giả bạc lái với. Xin chào tí nữa đã.